Bài này á là mình đã học rồi và chú cho dịch rất là nhiều lần rồi. Và hôm trước trong cái đề kiểm tra chú cũng yêu cầu là các bạn dịch. Bây giờ bạn Quỳnh Hân ha, sẽ dịch lại ha, bằng bằng Nguyên giúp cho bạn Quỳnh Hân, là bằng cách mình nói những cái ý tiếng Việt trong bài đó để bạn chuyển dịch ha. Ok. Bạn tôi đang quay clip, đừng có phải, đừng có quay, đừng có làm một bài bàn cả. Dự trật tự, không gây ra tiếng ồn. Rồi mày bàn làm gì? Từ đâu luôn hả? Có quyền tham khảo. Từ đâu luôn hả? Đọc đi. Từ đâu luôn? Nu. Tập trung vào. Ngu mà. Bàn hân mà không được là bằng nu và các bàn khác. Từ đâu luôn hả? Từ đâu? Ok. Hồ Liêm. Liêm Festival. Hôm nay tôi muốn nói về lễ hội Liêm. Today I want to talk about Liêm Festival, một lễ hội văn hóa nổi tiếng ở Việt Nam. A famous. Cái tính từ văn hóa, cái đuôi đó là đuôi AL, là cultural. Nó được được kiểu festival. A famous cultural festival. A famous cultural. Cultural. A festival. Festival. Ở Việt Nam. In Việt Nam. Diễn ra vào ngày 12 và 13 tháng Giêng âm lịch tại thành phố Bắc Ninh. Diễn ra, chữ diễn ra là gì nào? Take place, đúng rồi. Take place. Nó diễn ra. It take place. Ngôi thứ ba số ít, take phải thêm sơ vào. Take. Ừ. Play. Không để ý. À. Trail. In. In. In hay on? On. Đúng rồi, ngày là on. Tháng là in, đúng rồi. On. 12. Trail. Ngày 12 là có nghĩa là thứ 12. Cái số thứ tư á, chứ là số 12 bạn sẽ bị sơ không? 12. Rồi. In thirteen. Tháng Giêng. Tháng Giêng từ đây. Tháng Giêng là tháng một. Tháng Giêng là the first. The first. Tháng âm lịch. Tháng là gì? Tháng là month. Rồi, như vậy là the first month là tháng nhất, tháng đầu tiên. Còn the first âm lịch month là tháng âm lịch. Cái âm lịch trong tiếng Anh là gì? Lunar. The first lunar month. The first lunar one. Month. The first lunar month. Tại Bắc Ninh. In Bắc Ninh. Đó là liên hoan hát quan họ. Ẩu quá. Is is tìm từ đồng nghĩa chữ liên hoan là lễ hội hát văn quan họ thì mình cũng như nhau. Quan họ gì? Is quan họ gì? Is quan họ. Từ từ đọc lại câu đó Nguyên. Đó là liên hoan hát quan họ. À. À, okay. Đó là một cái lễ hội của cái việc hát quan họ. Lễ hội là kiểu gì? Lễ hội là festival. Rồi, hoặc là chữ celebration nè. Ok. Quan họ sẽ nghiệp. Ok, tiếp tục. Một loại hình dân ca đặc sắc đã được UNESCO công nhận. Ờ. Bây giờ chữ này, nghe này, chữ loại hình là chữ gì? Loại hình. Form, chữ gì? Chữ form, rồi loại hình hạt dân ca là gì? Form, form of cái gì? Form of. Fuck. Dân ca là gì? Dân ca là... Folk. Folk. Rồi, hạt dân ca là gì?
sing fox singing fox singing. Nhưng mà loài hình hình hạt tiếng ca là gì? Form of fox singing. Fox singing. Rồi, chữ đặc sắc be your special là tính từ, nó sẽ đứng trước chữ fox. Hả? Chữ đặc sắc là chữ gì? Đặc sắc, đặc biệt. Special. Như vậy là đặc sắc là special form. Special form of fox singing. Okay. Okay. Được công nhận bởi UNESCO. Được công nhận, cái này mình dùng mình đây quan hệ là mình dùng chữ công nhận thêm edible. Chữ gì? Công nhận là gì? Công nhận là... Rồi, ok, kết luận bàn hơn về bốn lại từ vựng và uống bài của chủ đọc bài của nó không có nhớ một cái từ nào trong này cả. Chuyển qua cho bằng Phong. Tiếp tục. Okay. Hôm nay mảnh gì tập dịch ha, mảnh gì phải nhớ tư vựng. Tư vựng cái cỏ xanh đó. Vất của hưởng thì cái cách để mà mình nhớ mà mình, cái cách mà người ta đạp cả cái cùng từ trong câu để đánh. Thì đâu thì mình phải nhớ cái tư vựng cái đó. Tư vựng cũng nhớ sao mà đã. Rồi mình biết vị trí tính từ, động từ, danh từ nó chỗ nào mình nói được. Cái này chỉ là tôi sẽ tụng lên mạng đó. Mình chỉ tập trung vào để là rồi mình bàn khác nhìn cái bài văn bản và khi mà chủ hướng dẫn á. Đó cái câu người ta nói như vậy, nhưng bây giờ chủ hướng dẫn là mình bàn hình dẫn cái cách người ta sắp xếp thì sau này mình bàn làm những câu tương tự. Phóng tiếp nào. Được công nhận là recognized bởi by UNESCO. Rồi tiếp tục nha. Lễ hội bắt đầu bằng một cuộc diễu hành. Phóng gấp lại, bây giờ tới lượt con nó sao? Bắt đầu là những gì? Ngọc, bắt đầu là gì Ngọc? Mẹ bạn cả chịu rất nhiều giúp đỡ nha. Chào ơi, chào. Ngọc, bắt đầu đi nu. Hả? Chịu bắt đầu. Start. Start hoặc là begin. Rồi. Như vậy là nó bắt đầu. Nó bắt đầu cái gì? Với một cái cuộc diễu hành. Nói đi. Biết gì? It's begin. Ngồi thì bác sĩ begin thêm sơ vào. It begins. Không có sơ, yes, không có sơ. It begins. It begins. Với? Với? With? Một cuộc diễu hành. Cuộc diễu hành là gì nu? Pray with a parade. Tiếp tục. Hàng nghìn người dân địa phương cùng nhau diễu hành hơn 1 km. Rồi, ngắt từng nghĩ là trên kia này. Hàng ngàn người dân địa phương nói đi. Thousand. Thousand, thêm sơ vô, thêm lúc nào có chữ up nha. Thousand up. Người dân địa phương là gì? Người dân là gì? People. Rồi, người dân địa phương, mà chữ địa phương là tính từ được có nghĩa là local people. Rồi. Thousand of local people. Diễu hành. Đi diễu hành là cái gì? March. Diễu hành cùng nhau là march gì? March together. Hơn 1 km. For gì? One kilometer là 1 km. Nhưng mà hơn là gì? Over. Over one. Cái chữ km này bạn đọc tiếng Anh là kilometer. Kilometer. Rồi tiếp tục. Sau đó các quan lại và các cụ cao niên tập trung tại Lăng Hồng Vân. Sau đó. Rồi sau đó. Khi mà bạn nói đó cái việc ngắn ngắn như là có nghĩa là check in đó, hiểu chưa? After that. Quán lại. No. Quán lại là gì? Là quán chức địa phương đó. Local gì ngập? Local official. Mình nhớ đi ha. Local officials. Rất nhiều ha. Rồi, ba người lớn tuổi.
old. Older hay là elder. Okay. Hoặc là trong này người ta dùng cũng như là elderly people. Cả hai cái đều được ha, mình bạn dùng older là người ta bị gây ra mà. Tu tập. Gather. Tài lắng hồng vân. Đền hồng vân. Hồng vân gì? Hồng. No. Hả? À, hồng vân. Hồng vân gì? Ờ, hồng vân ạ. Màu sao ly âm gì? Mình hả? Có từng mình nguyên vô tận. Máu. Đó, cái này đó. Một cái tòa nhà mà trắng đỏ. Một cái sạp chết được đồ. Gì anh? Mausoleum. Mausoleum. Cái âm đi. Mausoleum. Có nghĩa là cái lăng đó. Lăng bác. Brand. Lăng bác văn chủ gì luôn. À, ghi rồi. Không cười gì nữa. Kệ mai chứ. Ok mà. Rồi. Để mà cầu nguyện. Gì vậy? Để mà cái gì đó thì trực xuống cả một động từ với màu kia. Để tới thân làng. À rồi, để mà cầu nguyện thân làng. Phong, về ôm bài cho chú.